quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay của Tuấn Dương. Hôm nay là sáng thứ bảy cuối tuần ở Sài Gòn. Tuấn Dương đang có mặt trước cổng bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, phường 12 quận 5. Các bạn thấy hôm nay thì phía trước mặt chúng ta đó là bà con đang xếp hàng để đợi lấy cơm. Và đây là cái xe cơm đã tới rồi. Đó. Đó là hai vợ chồng bên nhóm từ thiện Pháp Hoa. Đó, bây giờ đang lùi xe tới để phát cơm này các bạn. Thì để mà có những cái phần cơm này đó là những cô bác anh chị tình nguyện viên đã phải dậy từ 3 giờ sáng. Dậy từ 3 giờ sáng để nấu cơm, nấu canh rồi chia đồ ăn. Đó. Đó, ông chủ đã bước xuống. Đó, bây giờ bà con thì đang đứng xếp hàng sát với bên bờ tường này các bạn. Đó, bà con đâu đứng làm 3-4 hàng gì đó. Giờ đây là cái cảnh xếp hàng nhận cơm từ thiện. Xếp hàng nhận cơm từ thiện hàng tuần. Hôm nay thì bây giờ Tuấn Dương sẽ đứng ở bên ngoài để quay cái toàn cảnh cho quý cô bác anh chị thấy được là những cái người bệnh nhân họ nhận cơm như thế nào. Và để trước cái ngày phát cơm này đó thì bộ phận tình nguyện viên họ sẽ vào trong bệnh viện, họ phát các cái phiếu cho những người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nằm ở trong bệnh viện. Và trong cái phiếu này thì có ghi rõ là 9 giờ sáng thứ bảy thì sẽ có cơm từ thiện. Chính vì thế nên là những bà con mà có cái nhu cầu ăn cơm thì họ đứng xếp hàng ở phía trước mặt chúng ta đây để họ nhận những cái phần cơm. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi qua bên đó để coi là phát cơm như ra sao. Thì ở xung quanh đây ấy, là các bạn thấy là ở vỉa hè thì họ cũng bán các cái loại nước giải khát rồi quần áo. Đó, những cái này để cho bệnh nhân rồi người nhà bệnh nhân mua để mặc. Xung quanh ở cái khu vực bệnh viện thì rất là đông. Những người bán hàng rong, rồi bán trái cây, bán nói chung là bán đủ thứ. Đây, bây giờ cơm đang bắt đầu được chia ra rồi. Bây giờ Tuấn Dương sẽ đi bộ băng qua bên đường nhé. Đây, đó. Đứng dưới cô đứng dưới cùng. Tại vì người ta xếp hàng rồi, cái mình xếp hàng không được. Không, mình xếp hàng là mình phải đứng dưới cùng chị ơi, không chen ngang. Ông chờ lâu thì phải đứng sau chứ, mình phải tôn trọng mọi người chứ. Ta đi trước mà. Kỳ lắm. Không được. Chờ chút rồi chị xin chút xe. Đi xuống dưới cùng. Đây có những người đang nhận dùm này các bạn này. Thì một người ở trong phòng đó là sẽ coi cái phiếu này. Rồi đi xuống dưới này. Xuống dưới. Dạ xuống dưới đi, xuống dưới không. Dạ bà con nào có phiếu thì xuống sau trong kìa. Hai hàng xếp giấy tường á. Được chưa? Thì những người mà nhận nhiều á là một người ở trong phòng cầm phiếu nhận dùm một số những các cái người khác đang nằm viện. Đó. Đó. Rất đông nha các bạn. Ở trong cái tường là phát phiếu, ở ngoài là không phiếu. Rồi, em đoạn ra ha.
Rồi từ từ đừng có chen nha. Đi đi chị. Rồi đi 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 này ra là đúng rồi. Người đằng sau người ta chưa lấy cơm sao cô ra đấy? Người đằng sau người ta chưa lấy cô không có chen. Cứ lấy xong tới mà chuẩn bị hết đủ. Nói chừng nào người ta ra mình tới, đâu có chen. Ai cũng có mà. Rồi là có phiếu sữa ra đầu xe lạnh bánh mì. Lớn nha. Đó, các bạn thấy bà con nhận cơm thì gần như là không ai nói một lời cảm ơn gì hết à. Bà con chỉ nhận cơm thôi, tập trung vào việc nhận. Việc cảm ơn thì cứ để Tuấn Dương lo. Đa số nói chung là 100 người Việt Nam thì 99 người không biết nói lời cảm ơn. Họ cứ nghĩ là cái cơm này là ở đâu từ trên trời rơi xuống ấy. Nhiều khi nói thì bảo là hẹp hòi nhưng mà đôi khi là cái cách ứng xử của nó rất là không có được văn minh, lịch sự. Chen lấn xô đẩy rồi nhận cơm thì đi luôn, không có nói tiếng nào. Đi sau cùng, xuống sau cùng đây ca. Không có phiếu xếp hàng sau cũng có. Xếp hàng sau là có. Đây nói chung là về cái chuyện mà xung quanh cái câu chuyện cảm ơn đó, thì hiện nay có hai luồng ý kiến. Một luồng ý kiến nói rằng là thôi thì làm từ thiện thì cứ nhắm mắt nhắm mũi mà làm, đừng có suy nghĩ gì cả. Một luồng ý kiến thứ hai thì nói rằng là đây là cái văn hóa ứng xử, khi mà nhận được cái sự giúp đỡ của mọi người, dù lớn dù nhỏ thì đều có một cái lời cảm ơn động viên. Thay vì là vì cái mồm để ăn cơm thì có, mà cái mồm để nói cái lời cảm ơn tri ân những các cái mạnh thường quân thì không có. Thì thôi cái thực tế nó là bên trong là cô ấy chia bỏ sẵn những cái phần cơm này ra để căn cứ theo phiếu thì các chú sẽ phát ạ. Đây ngoài cái phiếu phát cơm đó thì có một số người có cái phiếu sữa nha các bạn. Đây là cái phiếu nhận sữa thì các cô ấy sẽ phát cho, đây là bánh mì hoặc là sữa tùy theo ngày nha các bạn. Để tăng cường thêm. Đó.
cái này là cái hàng nào đây, cái hàng nào này, cái hàng này rồi rồi nó là hàng nó không phải là hàng của đây rồi 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 thì những mọi người đứng xếp hàng vẫn có cơm. Rồi đi ra thôi, cứ tới luôn đi. Rồi một hộp thôi, mỗi người một phần thôi, chia ra. Đây nhiệm vụ của ai cho nó làm. Rồi đi tới đi. Bữa nay số lượng này nó hơi ít lắm. Hàng hàng này kỳ vậy, anh đi ra sao giùm anh? Hả? Không được, anh thì như có phiếu hết rồi á cô. Không có đâu. Dạ dạ. Anh làm vậy là hai ba hàng rồi lộn xộn. Không biết mà này không biết nhiều quá. Dạ dạ. Một mở thở thôi, một mở thôi. Đưa qua đi anh, anh mang qua chơi đi. À, vừa được. Có phiếu qua bên kia luôn. Nhà này có phiếu qua bên cái này. Đó hơn một phần thấy chị, thông cảm với chị. Một phần một hộp thôi, một người một hộp nè. Rồi. Rồi, cái số lượng này nó không có nhiều. Rồi, đi tới, vừa nào có phiếu đi qua bên cái tường nha. Nói chung ở đây thì cứ xếp hàng là có. Người giàu nghèo thì cứ xếp hàng là có. Chúng sinh bình đẳng à. Băng qua kia. Anh băng qua kia đi. Rồi đi anh sao giờ luôn. Còn đông dữ vậy. Chị mới đây nha, ra đây thì đúng trước không được. Chị nghe sao thông cảm đi chị nha. À, người nào đúng trước rồi thì lãnh trước. Rồi đi tới đi đây, mỗi người một phần thôi nha. Chị làm sao đi chị? Rồi đi lẹ lẹ đi, rồi bước tới lẹ lẹ đi, mỗi người một phần thôi. Để chia ra cho nhiều người ăn nha. Rồi đi tới đi, lẹ lẹ đi. Một phần thôi nha. Rồi một phần thôi rồi. Xe lắm ông ơi. Xe lắm ông, xe. Ba nào đâu. Xe còn, xe còn cái lốp xe thôi. Còn cái vỏ xe thôi. Rồi đi tới đó đi, đó đi một phần thôi nha. Rồi bước tới là lẹ đi quý chị ơi. Có cơm không đây nè, cơm không ai xin cơm không cho nha. Cơm không gạo ngon ngon lắm, ai ăn cơm không thì cho. Dạ. Có cơm thơm này, ai xin cơm thơm? Ai lấy cơm thơm thì lấy thêm một hộp cơm thơm. Ai xin cơm thơm cho nè. Cơm ngon lắm, cơm gạo ngon lắm, ai ăn thì xin cho. Cơm này nó không có trứng nha, đồ kho đồ rồi. Cơm thơm, cơm thơm, dạ, cơm thơm nha, cơm thơm. Cơm tà hủ thôi, cơm tà hủ cũng ngon lắm. Cơm này chanh tư ăn cũng ngon lắm. Rồi, đi tới, đi tới. Rồi, rồi. Hai hộp. Cái này mấy anh mấy chị đi tới nè, kẹt là chị ra sao giùm mấy chị. Ai xin cơm không nữa, ai xin cơm không hả? Chị mấy hộp rồi người cơm không? Hết rồi, hết rồi. Không được chị. Chị có mấy phần rồi thôi, để chưa cho người ta ăn nha chị. Cho xin hộp cơm chay cho chị. Hộp bỏ bọc thay. Hai đứa cháu. Rồi đi tới đi, rồi đi tới đi. Đổi cho tám phần đi, em lấy lại phần cho đổi lại phần. Ở bánh có cơm không không chay? Đâu ơi, có cơm không bông cho lên đây luôn không? Rồi đây nè, rồi giờ vô đây đi. Rồi đi tới luôn, người nào muốn ăn cơm thêm thì có một cơm. Đây, cái người này bên kia xếp hàng lần thứ hai. Đó, đã nhận một phần rồi. Bây giờ còn cơm nước canh cơm tiếp à. Đó, cái người đàn ông áo kẻ đó là nhận hai lần. Không cảm ơn chị ơi.
để cho người khác ăn chị. Mỗi người hộp là một chỗ lắm, mà hai hộp lấy nhèm, lấy nhèm bỏ uổng lắm. Phải chia sớm đi, chia sớm. Rồi, đây là những cái phần cơm cuối cùng. Đó, đây những cái phần cuối cùng rồi các bạn. Khi đổ cơm canh này ra đi, cơm với canh. Cơm với canh mà canh cũng ngon lắm. Bốn phần rồi cô. Dạ. Cơm có hộp cơm thêm. Dạ dạ. Vâng vâng. Đây các cô bác nhận cơm đi vô bệnh viện này. Đó, bà con nhận được cơm thì đi vô bệnh viện để lát xíu rồi ăn nha. Rồi bây giờ Tuấn Dương sẽ xin phép sẽ tạm dừng cái video này tại đây nhé. Nhiều bà con bây giờ ngồi dưới nghỉ mệt để chuẩn bị lên. Chào quý bác, cô bác anh chị thì hôm nay sau khi mà chừng khoảng 15 phút thì 15 phút mà phát xong hơn gần 700 phần cơm đó, thì Tuấn Dương có trao đổi một chút với cô Kim bên nhóm nấu từ thiện Pháp Hoa. Và cái việc phát cơm từ thiện này là cô đã thực hiện mỗi tuần rất là đều đặn. Thì ngày mai thôi Tuấn Dương sẽ có cái dịp đi chung với cô Kim để đi về Hậu Giang để khảo sát một cái cây cầu. Thì bây giờ sẽ hỏi chuyện cô Kim về cái cây cầu này nhá. Rồi con chào cô. Cô chào Tuấn Dương. Dạ. Chào hết những bạn bè mình đi quân trong nước ngoài nước. Dạ. Bạn bè của Kim nha, ở khắp mọi nơi nha. Dạ. Thì cái chương trình xây cầu ngày mai mình đi khảo sát là như nào ấy cô? Cái cầu này là của người dân tộc thư ngõ của mình với phía Tây, là nó ở cầu Bờ Quao ở Hậu Giang. Dạ. Thì nói chung là cái cầu này cũng rất là khó khăn, người ta gửi trước mình mấy tháng rồi nhưng mà hôm nay là do mình không có kinh phí đó thì cũng không có làm được. Hôm nay là giờ mình Kiến Dương là có quen biết với bà con hải ngoại mình nhiều để mà làm cái cầu này. Thật sự là nhóm từ quốc gia mình vừa làm cái cầu kia rồi làm cái này nó làm không nổi đâu. Dạ. Thành ra mới nhờ qua là cái nhóm như giúp dùm làm cái cầu cho bà con nghèo. Dạ. Đó thì nó là cái tình hình như vậy đó. Dạ. Thì ngày mai mình đi khảo sát đó, thì sẽ chúng Dương sẽ quay lên. Dạ. Quý vị hãy ủng hộ cho con Dương nha. Dạ. Rồi thì mai 4 giờ sáng mình khởi hành đúng không cô? Vâng, thì cái phần tiếp theo mà của cái cây cầu đó là Tuấn Dương sẽ cập nhật trong video clip kế tiếp. Rồi cảm ơn chú nhá, cảm ơn cô. Dạ. Vâng. Rồi hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip kế tiếp nhá. Rồi bye bye, chào cô. Dạ.